Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Đất và Người Quảng Trị. Thưa quý vị và các bạn, Phương An là một làng quê thuần nông thuộc xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ. Làng có truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời, đặc biệt trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cũng như những làng quê khác của mảnh đất chiến khu Cùa. Làng Phương An là chiến khu vững chắc của quân và dân Quảng Trị và cũng là nơi gánh chịu nhiều hậu quả nặng nề của chiến tranh. Trải qua bao biến động, thăng trầm, sâu bể, tiếp nối truyền thống của ông cha, người dân làng Phương An vẫn kiên cường đi lên xây dựng quê hương mình giàu đẹp. Chuyên mục Đất và Người Quảng Trị hôm nay mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến thăm làng Phương An để tìm hiểu những nét đẹp về mảnh đất và con người nơi đây. Khi đến với làng Phương An, người ta sẽ dễ dàng nhận thấy vùng đất này mang đậm dấu ấn của một làng quê thuần nông của Quảng Trị. Không ồn ào, tấp nập, không có những nhà máy, xí nghiệp nhộn nhịp ngày đêm. Làng Phương An chỉ có những vườn cây xanh mướt và những ngôi nhà nhỏ ẩn hiện sau rặng tre. Nét thanh bình, yên ả của làng chính là một mảnh của hồn quê Quảng Trị. Trải qua quá trình khai canh lập làng lâu đời với nhiều biến cố thăng trầm của thời cuộc, người làng Phương An đã có sự gắn bó bền chặt. Con cháu của các họ đến đây dù sớm muộn khác nhau, nhưng tất cả đã đoàn kết cùng nhau khai phá ruộng đồng, tạo nên cuộc sống nề nếp, phong tục thuần hậu. Làng Phương An là hồi trước là nơi xưa là ngày kể lại, là hồi là có ông cái đội hồ Quỷ Cống tới đấy là khai thác cái vùng đấy ra, rồi sau một thời gian là bỏ đi. Sau đến thời là sau này là có Nguyễn Văn Vị là nơi họ Nguyễn là lên đây là khai hoang và lập nhiều họ, vài ba họ, ba bốn họ chứ tới đây là để lập cái làng này ra. Nên chỉ là sau một thời gian á, mình hồi trước nữa là họ chưa công nhận làng, mới một số ít, vài họ thôi. Nên đến sau cái đời mà Già Lóng 1802 mình có là công nhận được là lập cái bộ của làng đấy, là công nhận là cái làng là để lấy lâu rồi. Dân này là đoàn kết thống nhất với nhau, một ý chí, một tấm hồn, và chắc là quyết xây dựng làng là coi chứ gắn bó thương đồng đùm bọc lại nhau, tình làng nghĩa xóm rất đậm đà. Vì chừng đậm đà cái đàng Phương Yên của tôi là trước đó, chừng yên là yên, cái này rất yên tĩnh, hiên thanh niên cho đến toàn thể tư lời chưa có bao nhiêu có vi phạm cái gì về pháp. Cũng như nhiều làng quê khác của xứ Cùa, quá trình khai canh dựng làng của các thế hệ người làng Phương An hết sức gian nan. Khi vùng đất này, nguyên thủy, vốn là rừng núi hoang vu, trong chiến tranh lại phải gánh chịu nhiều hậu quả nặng nề. Nhưng người dân Phương An bằng sự kiên trì, cần cù và chịu khó đã xây dựng quê hương mình ngày một giàu đẹp. Nếu trước đây Phương An là một vùng đất quanh năm nghèo khó, thì nay nếu đến với Phương An, người ta sẽ nhận thấy vùng đất này đã khoác lên mình một diện mạo mới hoàn toàn. Người dân Phương An không chỉ quyết tâm phát triển kinh tế mà còn rất coi trọng việc phát triển văn hóa, giáo dục cho con em mình. Là trước đấy là mảng kinh tế nói chung cũng khó khăn, cũng được thu nhập đây nào là cũng hơi đi yếu kém đó. Giờ chứ là có những khoa học tiên tiến đó. Đó là mình là tìm tòi này, rồi là có đổi mới cây trồng để đưa vào sản xuất trong nông nghiệp, nên là đời sống thu nhập còn cao hơn. Bây giờ chỉ có hoặc là có sự đổi mới là phát triển, rồi mỗi người dân nó có sau khi đi tìm tòi để học hỏi hiểu biết nhiều là về, rồi là qua các khóa tập huấn. Đó, là vì là có gì trao đổi với nhau, là có gì giúp nhau để phát triển kinh tế. Có thể nói, lợi thế mạnh nhất ở Phương An chính là đất. Mẹ đất đã ban cho vùng Cùa, trong đó có làng Phương An, chất đất đỏ Ba Gian màu mỡ, tươi xốp, chất đất rất hợp với cây hổ tiêu. Cũng có lẽ vì vậy mà tiêu của làng rất ngon. Hạt tiêu của vùng đất này tuy bé nhưng chắc và cay. Cái ngon của hạt tiêu như là sự kết tinh của những gì tinh túy nhất, là mỡ màu của đất, giọt mồ hôi của người trồng đã đổ xuống để chăm bón, như nâng niu từng hạt ngọc nhỏ. Người dân Phương An rất tự hào về cây tiêu của quê hương mình. Họ xem đây là một đặc sản của quê nhà,
là một món quà quê không thể thiếu mỗi khi có khách đến thăm và luôn trân trọng, gìn giữ nét văn hóa đặc trưng cũng như những sản vật của quê hương mình. Nói về tiêu thì cái hương vị của tiêu cua là chỉ có 102. Thì hương vị của nó là cay, nồng và cay thơm. Mà cái nhân nó cái hạt nhỏ nhưng mà cái nhân nó to. Đó, khi ăn vào là cay, ngon, thơm. Nhưng mà so với cái vùng đất mà gọi là đất phá cát hoặc là đất trắng thì cái tiêu nó là cái vỏ nó thì dày nhưng mà cái sò nó nhỏ. Cho nên hẳn cái được cái đặc sản này được cái bản gốc của nó là như vậy. Có cái bài họ ngấm cái bài thơ màu đỏ đất cua. Đất của xứ nổi tiếng vườn tiêu, tiêu sò, tiêu đen thơm lưng nếm gọi. Từ một miền quê còn nhiều khó khăn, đến nay Phương An đã và đang từng ngày thay da đổi thịt, khoác trên mình tấm áo mới với những ngôi nhà kiên cố, khang trang, những con đường bê tông được trải dài đến từng ngõ xóm, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa của người dân. Kết cấu hạ tầng ngày càng phát triển, đời sống văn hóa và tinh thần của mỗi một người dân ngày càng được nâng cao, tình làng nghĩa xóm luôn được thắt chặt, đoàn kết và gắn bó. Giờ đây, khi đến với Phương An, cảm nhận rõ một sức sống mới đang lan tỏa trên khắp miền quê này. Đó là sức sống của niềm tin, sự tự hào, hãnh diện về một cuộc sống ấm no thực sự. Niềm vui, niềm tự hào là người con của quê hương hiện rõ trên gương mặt cán bộ và người dân địa phương. Cái truyền thống của bà con làng Phương An chúng tôi thì cũng bao đời nay đây. Có nhiều cái bởi vì cuộc sống của bà con ngày xưa thì phải nói là tầm tảo vất vả hơn bữa nay. Cho nên thêm thay là càng về sau này thì có nhiều cái chủ trương phù hợp với cái tâm nguyện của bà con nữa. Cho nên bà con nó rất là cố gắng phấn đấu để đạt được cái... Cho nên là đặc biệt trong vấn đề mà xây dựng nông thôn mới, sau khi mà được phát động thì bà con họ đồng tình rất là cao, họ hiến đất hiến cây. Đường ngày xưa thì nó gọi đường tám nó hẹp, bây giờ là bà con họ mở ra để nhờ cái sự đầu tư của nhà nước để rồi cuộc sống họ thuận lợi trong cái việc bà con đi lại, con em đi học, rồi là nông thôn khang trang lên. Qua đó thì bà con được tinh thần nó đoàn kết cho xây dựng, đặc biệt cái vấn đề văn hóa rồi mọi mặt là được nâng cao. Với sự nỗ lực, quyết tâm, sự đoàn kết, đồng sức đồng lòng của toàn thể nhân dân, làng Phương An đã đạt được nhiều thành tích trong xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới. Phương An đã được công nhận là làng văn hóa cấp tỉnh và hướng đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, trở thành một miền quê đáng sống. Đến với Phương An hôm nay để ngắm nhìn những thay đổi trên mảnh đất một thời gian khó này, mới thấy được sức mạnh, ý chí kiên cường của những người con nơi đây. Phương An hôm nay đang bừng lên sức sống mới, dù còn nhiều khó khăn, song những kết quả đã đạt được sẽ là động lực quan trọng để người dân Phương An tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.